Dell G3590 không phải là một sản phẩm mới. Đây là một chiếc laptop mà mình đã có cơ hội sờ chắc phải tầm hơn 1 năm rồi. Thế nhưng mà tại thời điểm này khi mà mình sờ lại chiếc gọi là laptop gaming của Dell trong tầm giá rẻ thì thật sự là có mấy vấn đề mình sẽ cần phải chia sẻ với các bạn. Tất cả những mẫu laptop này đều được Cinex FPT phân phối chính hãng tại Việt Nam, cho nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chế độ bảo hành cũng như là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm nhé. Về cấu hình thì Dell G3590 sở hữu một cấu hình có thể nói là khá tương xứng với tầm giá. Ở mức giá khoảng 32 triệu các bạn sẽ có một con chip i7 9700H, các bạn sẽ có một con 1660T thiết kế Mach-Q cho nó mát. Các bạn sẽ có một SSD 512GB và lưu ý rằng là các bạn chỉ có 8GB RAM mà thôi. Vậy thì trước hết chúng ta sẽ đi vào một số những cái ngoại thất mà thông thường khi mà mua máy tính chúng ta để ý. Thứ nhất là nói về thiết kế và độ dày thì con này thật sự là nói là quá dày. Các bạn lưu ý rằng là Mach-Q này chỉ là Mach-Q đối với con cảm mà thôi. Cái Mach-Q design nó còn liên quan đến rất nhiều thứ, về kể cả thiết kế các thứ nữa thì mới được gọi là tổng quan là cả cái máy là Mach-Q design. Nhưng mà con này theo mình thấy thì nó chỉ có Mach-Q mỗi cái cạc thôi, vì cơ bản là con máy thì quá là dày và nặng. Đây sẽ là một chiếc máy mình nghĩ là khó mà hợp được với nữ. Con này rất nặng để có thể cầm được bằng một tay, nặng khủng khiếp. Đây có lẽ là một trong những chiếc máy ở trong tầm giá 30 triệu mà mình nghĩ là mình thấy nó nặng nhất, không tính cái dòng Alienware. Chiếc laptop này mặc dù chỉ có cân nặng nhỉnh hơn i540 khoảng 2 lạng thôi, 2,3 với 2,5, nhưng mà mình cảm giác mình cầm trên tay nó khó chịu và nặng nề rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là độ dày của chiếc laptop này thì có lẽ là không cần phải nói nhiều, nó rất dày. Và với cái độ dày như vậy thì nhà sản xuất trang bị cho chúng ta cổng Type-C, DisplayPort này. Các bạn sẽ có HDMI, các bạn sẽ có USB-A, các bạn sẽ có cổng cắm mạng, các bạn sẽ có tai nghe. Và lưu ý rằng là cái tai nghe này vẫn là tai nghe kép. Các bạn sẽ cắm tai nghe kiểu như là tai nghe của điện thoại, loại tai nghe mà có 3 vạch đen ở dưới chân jack cắm ấy thì sẽ sử dụng được. Còn nếu bạn nào mà sử dụng loại tai nghe mà chia ra hai đường mic và đường tiếng riêng thì các bạn cần phải lưu ý là các bạn phải mua lại một cái adapter tụ vào, hoặc là các bạn tháo cái adapter toẽ ra đi. Tổng quan thiết kế này thì không có vấn đề gì đối với mình. Đầy đủ cổng cắm các thứ và logo bên trên Dell trông khá là nhã và trông lịch sự. Thiết kế này có thể mang đi học đi làm mà không bị nói là thiết kế gaming hầm hố, ít bị chú ý. Chỉ có điều là mình thấy cái màu xanh ở phần cạnh đáy này trông không thực sự đẹp và không thực sự ăn nhập lắm với ngôn ngữ thiết kế chung. Nó rất là dày dặn và chắc chắn. Đấy là cái mà phải cho điểm cộng cho Dell. Tuy nhiên nếu mà để nói về độ đẹp thì mắt mình không cảm được cái lối thiết kế mà có mấy cái vạch màu xanh nước biển to dày như thế này, trông nó hơi bị nhựa. Ở cạnh đáy của Dell G3 thì các bạn sẽ thấy có chữ G3 rất là to in chìm ở đây, và nó sẽ có một loạt các cái khe để hút gió tản nhiệt. Tuy nhiên cái khe này thì khá nhỏ và hiệu năng cũng vì thế mà có bị ảnh hưởng. Tiện thể nói về vấn đề bị ảnh hưởng thì mình sẽ nói thêm một vài cái nữa, đó là bàn phím và touchpad. Bàn phím này là bàn phím khá thông thường và mình thì thường đánh giá là bàn phím của Dell tương đối tốt. Có lẽ là nếu như những bàn phím mà gọi là cao cấp của Dell thì chắc là theo như thang điểm của mình thì mình đánh giá là nó chỉ kém ThinkPad chút thôi. Nhưng mà bàn phím của con này thì thuộc dạng rất là thường. Đây là một bàn phím full size và các bạn có thể chỉnh có đèn LED sáng tối. Cái hành trình phím của bàn phím này thì nó không quá sâu, mình gõ thì đôi lúc bấm trượt. Và nhìn chung thì mình nghĩ là nếu như mà để cho điểm một cách thoải mái thì con bàn phím này có thể coi là được khoảng độ tầm 8 điểm. Các bạn sẽ thấy có một cái điểm trừ nhỏ nhỏ nữa là cái nút phím tiến lên lùi xuống. Thì cái phím tiến lên lùi xuống, mũi tên lên xuống ấy, nó nhỏ trong nó làm gì, nhưng mà hai phím hai bên cũng làm nhỏ nốt thì những người mà ngón tay to như mình bấm nó không thoải mái cho lắm. Cái touchpad này của Dell là một touchpad có kích thước thông thường 8.5 x 10. Touchpad này thì cái cảm giác gì của mình là vừa phải, ok. Cái độ cân bằng giữa dít và trơn nó vừa đủ để cho mình thao tác một cách chính xác. Tuy nhiên cái touchpad này có một cái vấn đề là nếu như các bạn ấn hơi mạnh ở bên cạnh phải thì các bạn sẽ thấy nó lún xuống hơi nhiều, hơi flex. Và mình nghi ngại là sau một thời gian dài ấn như này thì có bị bụi vào không. Màn hình của Dell G3 là một màn hình đi theo trường phái khá là an toàn, hơn 30 triệu nhưng các bạn sẽ không có màn 144Hz. Đây là một cái mà mình nghĩ rằng hơi thiệt thòi một chút. Màn hình này chỉ có độ phân giải là Full HD và tần số quét là 60Hz mà thôi. Cái mà mình nghĩ là Dell làm rất tốt ở cái màn hình này đó là cái bản lề cứng dã man. Đây các bạn để ý đây, thấp như thế này nó cũng không bị gập xuống. Màn hình này bản lề cực kỳ vững đây, rất thấp. Thông thường mình nghĩ là trừ Dell G3 ra thì tất cả những con khác mà mình đã sờ trong tầm giá này cứ xuống góc như này là nó auto gập rồi. Nhưng mà bản lề con này chắc đến cái nỗi mà góc này nó không gập được.
Và cũng bởi vì bản lề chắc như vậy cho nên là lúc mà các bạn mở ra một tay thì vẫn mở được, nhưng mà hơi rít. Cái này là các bạn cần phải lưu ý. Kích thước của màn hình này là 15,6 inch, độ phân giải là Full HD, tần số quét là 60Hz. Cái tầm giá này thì không được 144Hz thì thật sự là một thiệt thòi về Dell G3. Cơ bản là con này ra cũng lâu rồi và những sản phẩm mới ra bây giờ thì đều đã là có 144Hz rồi. Độ sáng của chiếc màn hình này thì không cao. Nếu như các bạn sử dụng trong nhà thì ok, còn nếu như các bạn sử dụng ngoài trời thì các bạn cần phải lưu ý. Đối với những tác vụ chơi game hay gõ word thì mình nghĩ là sẽ không có vấn đề gì. Tuy nhiên nếu như các bạn cần chỉnh ảnh, chỉnh màu, các thứ các bạn cầm đi làm việc mà các bạn cần một sự chính xác về màu sắc và cũng như là ánh sáng thì cái màn hình hơi tối như thế này sẽ là một cái điểm bất lợi cho các bạn. Còn rất tiếc là hiện tại máy đo màn hình của bọn mình thì đang lỗi và mình đang dự tính là mua một cái máy đo màn hình khác, cho nên chưa có thể có cái thông số đo màn hình chính xác hơn cho các bạn. Cái này anh em thông cảm. Một vài vấn đề khác thì mình thấy rằng là Dell G3 thì có trang bị thêm webcam và nói chung là loa thì đủ dùng. Loa của con này thì mình dùng luôn một từ là chống điếc như tất cả những chiếc laptop khác. Trong tầm giá này rất hiếm có một mẫu laptop nào đấy mà mình cảm thấy cái level của nó cao hơn chống điếc một chút. Đủ dùng để cho các bạn có thể nghe. Còn nếu như các bạn muốn tốt hơn thì các bạn nên mua một bộ loa ngoài hoặc là các bạn dùng tai nghe. Vậy thì quay trở lại cái hiệu năng, cái mà mình nghĩ rằng là G3 đang có vấn đề. Điểm số thì mình sẽ show lên trên màn hình cho các bạn xem. Điểm số CDBN R15, R20 thì mình thấy rằng là không hề thấp. PC Max 10, 3D Max, Geekbench thì tương đối là ok. FPS thì chơi các tựa game như Liên Minh Huyền Thoại, Dota 2 hay là CSGO, PUBG, Assassin's Creed Odyssey thì mình thấy vừa đủ ổn. Có hai vấn đề là con 1660T này nó hơi đuối để kéo những tựa game kiểu như là Assassin's Creed Odyssey, cho nên các bạn sẽ thấy là FPS nó không cao. Dota 2 được 68fps khi mà các bạn bật max setting. Cái này là một điểm mà mình cảm thấy hơi bất ngờ. 1660T mà Dota 2 được 68fps thì hơi lạ. Tuy nhiên câu chuyện về nhiệt độ mới là cái câu chuyện mà khiến Dell G3 mất điểm với mình. Trên laptop này khi mà các bạn chơi game trong khoảng thời gian nhất định ấy, thì nó có thể nóng lên tới 50 độ ở trên bề mặt. Các bạn lưu ý là bề mặt chứ không phải chip. Rất nóng, cho nên là nếu như anh em mà quyết định chơi game cho con này trong thời gian dài thì các bạn phải lưu ý là khả năng bỏng tay khi chơi game là cao, khó chịu. Và các bạn sẽ phải cắm thêm một cái bàn phím rời bên ngoài. Điều này dẫn đến một vấn đề là mình thật sự thấy hơi tiếc cho Dell. Cái khâu tản nhiệt là một khâu rất quan trọng đối với mọi chiếc laptop gaming. Tuy nhiên không cần biết là tản nhiệt ra bề mặt như vậy là tốt hay xấu. Có thể có nhiều bạn nói rằng là tản nhiệt ra bề mặt ngoài thì cái nhiệt ở bên trong nó thoát ra ngoài nhanh thì máy bên trong nó mát nhanh. Nói kiểu thế thì mình cũng chịu. Nhưng mà cái quan trọng là cái trải nghiệm của chúng ta thì khi mà chơi game, nhiệt độ nó thoát ra ngoài như vậy nó rất khó chịu. Và đấy là một trong những lý do mà các bạn cần phải lưu ý kỹ khi sở hữu chiếc máy này. Mặc dù là nó đã sử dụng 1660T Max-Q rồi, nếu như mà sử dụng 1660T thường thì mình nghĩ là nó sẽ còn nóng nữa. Và con này thì chắc chắn là khi mà mang về dùng thì các bạn phải undervolt, giảm xung các thứ xuống thì nó mới mát hơn. Chứ còn thật sự là trong thời gian mình sử dụng, nếu như mình không cắm bàn phím bên ngoài thì đây là một cái trải nghiệm không dễ chịu với mình. Vừa rồi thì mình đã trải nghiệm cho các bạn mẫu laptop Dell G3 3590. Vậy thì ưu điểm con này tập hợp lại là gì? Một chiếc máy to, nạp, chắc chắn, hoàn thiện, vững vàng ở khâu build của máy, bao gồm cả bản lề, cả khung vỏ. Chỉ có hơi tiếc một chút là cái khiếm khuyết ở phần touchpad, là khi mà nhấn vào nó bị flex, cảm giác nó chưa thực sự là vững chãi. Cái thứ hai nữa là về nhiệt độ bề mặt khi mà mình sử dụng, mình cảm thấy thật sự là không thoải mái. Hy vọng là những phiên bản sau của Dell G3 thì sẽ được cải thiện tốt hơn. Các bạn lưu ý rằng là nếu như muốn tin tưởng một sản phẩm và chất lượng bảo hành của Mỹ, của Dell, thì Dell G3 là một chiếc laptop phổ thông mà có thể giúp cho các bạn làm việc và học tập tốt. Chơi game thì anh em cần phải có những phương án hợp lý để làm sao là giảm thiểu nhiệt độ, ví dụ như mình đã nói vừa rồi. Sản phẩm này thì được phân phối chính hãng tại Cinex FPT, cho nên tất cả những sản phẩm của Dell khi các bạn mua về mà có tem của Cinex FPT bảo hành ngon lành thì các bạn không cần phải lo, yên tâm là sẽ được bảo hành và cũng như là chất lượng tốt. Còn video đây là hết rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các số video sau. Bye bye.